Ông nghe chưa? Ông nghe chưa? Nghe rồi. Không nghe chưa? Một. Không cầm micro nha. Ba. Mười ba. Mười lăm. Một trăm. Một trăm. Một trăm ba mươi. Chị cái ghế nó trống một bàn đó. Chừng nào ghế trống, ghế đó trống bàn đó rồi. Chào qua bên kia. Con hay quá thầy ơi. Con hỏi nghe chưa? Ở nhà nói không nghe mà giờ nghe là thầy A Di Đà Phật. Thầy quá thầy ơi. Ở nhà nó ném đã luôn không? Nghe thầy nó lớn nó nhỏ gì cũng không nghe hết. Bây giờ nó nhỏ nhỏ nữa. Không nghe bà nói cái gì cả. Cô hỏi một câu gì đi. Là thầy làm như vậy là hay nhiều, còn thấy hay nhiều. Bạn tiền để đâu ấy hỏi. Tiền để đâu không? Tiền túi. Chúc mừng đi. Nó biết rồi. Quá đi. Quá hay, cảm ơn A Di Đà Phật. Cảm ơn cô nha, mấy trăm năm nay chưa ai khen lần nào hết. Mấy đội nặng mà mấy ngày nữa.